Xin chào, mọi người khỏe không? Mình đang ở ngoài ô thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Khu này yên bình quá ha. Cây xanh bao phủ, nhà cửa rộng rãi, thưa thớt. Không khí thì lạnh lẽo. Nhiều khi muốn nổi giận với ai cho ấm người cũng khó. Good morning my neighbors! Hey, you! Yes! Yes! You too! Còn ở thành phố đông đúc mà quy hoạch lộn xộn, chỉ cần nạt bô thôi cũng bị banh xác. Bởi vậy, kiến trúc sư có tài cũng góp phần làm giảm tệ nạn xã hội nữa. Thành phố này quy hoạch rất là hay. Nhìn bản đồ cái là ai cũng có thể biết đâu là điểm trung tâm của thành phố. Từ chỗ mình đang đứng mà đi vô trung tâm thì khoảng 10 cây số, khoảng 15 phút xe chạy. Nếu đi thêm 15 phút nữa là tới phi trường quốc tế Charlotte Douglas. Đây là một phi trường hỗn hợp quân sự và dân dụng, được xây dựng cách đây 87 năm. Kinh khủng ha. Hồi mình mới qua Mỹ lần đầu là tới phi trường Los Angeles. Nghe tiếng là phi trường bận rộn thứ ba thế giới, nhưng thấy nó sao cũ kỹ quá. Phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất còn xịn hơn. Mình quên mất là 95 năm trước thì nó đã trông như thế đó rồi. Ở Charlotte người ta tham quan nhiều nhất là bảo tàng chứ không có nhiều thứ khác. Ở đây có rất nhiều bảo tàng luôn, mà không riêng gì thành phố này. Mình thấy dân Mỹ xây bảo tàng ở khắp mọi nơi luôn. Trước mặt mình là cái nút giao thông đường highway. Xe nhiều như thế an toàn quá ha. Mọi người thấy ở cái đường chân trời nó có cái thành phố nhô cao lên không? Đó là trung tâm thành phố Charlotte đó. Thẳng đường chim bay khoảng 7 cây số nữa là tới trung tâm thành phố Charlotte. Từ chỗ này mà đi đường xe hơi thì khoảng 15 phút đó. Hai cái anten cao cao này là cái trạm phát sóng điện thoại thôi chứ không có gì đặc biệt. Mấy vị trí ngã tư kiểu này thì chỉ có các công trình công cộng thôi chứ không có nhà ở. Kiểu nhà hàng khách sạn, trung tâm buôn bán đồ đó. Còn nhà ở toàn là đường cục không hà, nó sẽ an toàn và yên tĩnh hơn. Xa xa có cái công trình gì mà tròn tròn, màu trắng trắng kìa. Nhìn nó đẹp á. Để mình làm siêu nhân bay đến đó xem thế nào. Chuẩn bị. You. Mình đang thực hiện một phần ước mơ hồi nhỏ đây mà. Thích đâu bay tới đó, chỉ không được sờ thôi. Mình tin là phần lớn mọi người đều đã từng mơ được bay. Mơ bay thì không có thật, nhưng giấc mơ đi tè thì luôn luôn có thật nha mọi người. Giấc mơ có thật đó hồi nhỏ mình mơ khá thường xuyên. Bây giờ nó di truyền qua đứa con gái nhỏ của mình luôn rồi. Nhà dài dài này là cái trung tâm giáo dục sớm dưới 4 tuổi dành cho trẻ em. Còn cái tròn tròn này là cái trường học tôn giáo. Đó là học viện cơ đốc Northside. Trường cơ đốc giáo tư thục này phục vụ các lớp từ trẻ mẫu giáo cho đến lớp 12, tức là từ 4 đến 18 tuổi. Thấy có vẻ cuộc sống êm đềm quá ha. Không cần phải bon chen chuyển trường gì hết trơn à. Trung quanh cái trường là cái bãi xe. Rất là hay luôn. Ồ, sân chơi là bốn góc luôn ha. Trường học nằm trọn trong rừng cây luôn. Rừng đúng nghĩa luôn chứ không phải là cây cảnh nữa. Mùa thu mà lá đổi màu nữa thì tuyệt vời. Ở đây có cái hồ nước đẹp quá. Hình như có cái tháp rùa nữa thì phải. Để lại coi coi. Đây là khu nhà ở trong rừng cây nè. Thích quá à. Nhà không thấy hàng rào luôn. Wow. Mình thích như vậy. Đây có một nghĩa trang kiểu Mỹ. Đẹp quá hả. Không có cảm giác sợ như bên mình. Ban đêm ra đây chắc như công viên thôi ha.
có một cái cô đang làm việc ở đây. Wow. Đẹp ha. Văn hóa Việt Nam mà chắc không có được phép làm nghĩa trang kiểu này. Thôi bây giờ mình bay về khách sạn đây. Đêm qua tụi mình ngủ ở đây nè. Khách sạn ven đường ở đây cũng nhiều lắm. Thường khoảng 2 sao thôi à. Giá dao động thì cộng trừ 100 đồng đêm. Lúc quay phim thì vẫn còn mùa đông. Nhiệt độ lúc này là đang âm 2 độ C. Hai tay của mình tê cứng hết chịu nổi nên mình phải bay về. Mặc dù ngược đường nhưng chút xíu nữa tụi mình sẽ di chuyển vô trung tâm thành phố Charlotte tham quan cho biết. Sau đó sẽ chạy thẳng ra biển luôn. Từ đây cách biển Đại Tây Dương 4 tiếng chạy xe thôi. Nếu vòng ra trung tâm nữa thì chắc khoảng 5 tiếng. Hẹn gặp mọi người sau. À, mình cần thêm khoảng 100 lượt đăng ký nữa thôi là hoàn thành mục tiêu rồi. Mọi người đăng ký giúp mình nha. Thank you.